Trong lúc ba người trò chuyện thì điện thoại của Lan rung lên. Màn hình hiển thị tên người gọi đến chính là Ngoại Long. Alo, anh đã giải quyết xong công việc chưa? Tôi đã có mặt ở Trung Quốc. Cô ở đâu để tôi tìm đến? Tôi đang ở chợ biên giới A Khẩu. Tần nghe Lan đáp thì khẽ cười rồi nói, bây giờ tôi sẽ tới đó. Ở yên đừng đi đâu nhé. Nói rồi Tần tắt máy, lên cho Tiến đi thông báo cho Thắng chuẩn bị một vở kịch thật hoàn hảo. Còn bản thân thì bắt xe chạy thẳng tới chỗ của Lan. Lan vừa tắt máy thì Liên đã lên tiếng hỏi, bạn của cô sắp tới sao? Lan gật đầu đáp, vâng, anh ấy là một hướng dẫn viên du lịch. Đối với những mánh khóe của bọn buôn người thì anh ta biết rất nhiều, bởi bản thân anh ta đã từng tận mắt chứng kiến và giải cứu thành công một cô gái tội nghiệp. Dũng và Liên nghe Lan nói tới đây thì đưa mắt nhìn nhau. Dũng có chút ái ngại nhắc nhở, cô nên cẩn thận một chút. Đối với Ngoại Long, Lan đã có sự tin tưởng nhất định, nên cô chỉ mỉm cười cảm ơn rồi đứng dậy chào tạm biệt. Lan đi rồi, Dũng mới quay sang nói với Liên, anh có linh tính không hay? Hay là chúng ta đi theo cô Lan, biết đâu tìm được manh mối kẻ đã hại Nhung. Dù những mối nghi hoặc kia chỉ là suy đoán của hai người, nhưng sự khao khát tìm ra sự thật đã khiến họ có thêm niềm tin. Ngay khi bóng dáng của Lan vừa khuất sau sạp hàng, Dũng đã vội cùng Liên bước theo. Một tiếng sau, chiếc xe mang theo Tân cuối cùng cũng đứng lại trước lối vào chợ biên giới. Lan cũng đã đứng đó đợi từ lâu. Vừa bước xuống xe, Tân đã tươi cười với Lan, để Lan đợi lâu rồi. Không sao, dù gì thì anh cũng đã giữ lời, Lan lịch sự đáp. Đoàn lại nói, bây giờ chúng ta đi chứ? Vừa nãy tôi đã đi một vòng quanh khu chợ, nhưng nói thật, ngoài sự tấp nập sầm uất nơi đây, tôi chẳng nhận ra điểm nào mập mờ cả. Đấy là bề nổi thôi, bề chìm nằm tận sâu trong những ngõ tối cơ. Tân cười bí hiểm, nắm lấy tay Lan dắt đi. Sự bất ngờ cùng chủ động của Tân khiến Lan thẹn thùng. Trong một chỗ vắng, Dũng và Liên từ đầu vẫn luôn âm thầm quan sát Lan. Đến khi Tân xuất hiện, Dũng mới nói nhỏ hỏi Liên, em nhìn kỹ chưa? Người đàn ông kia và cái gã bạn trai của Nhung có giống nhau không? Vì sợ bị lộ nên hai người nấp ở một chỗ khá xa, khiến Liên dù cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Tân. Dáng người so với bức ảnh Nhung chụp lén lúc hai người hẹn hò thì có điểm giống, nhưng em cũng không chắc lắm. Vậy đi theo thêm một chút, nếu là hắn thì lập tức báo công an Việt Nam để họ liên hệ phối hợp với công an bên này. Dũng đưa ra ý kiến rồi dẫn theo Liên bám theo phía sau Tân và Lan. Trời mỗi lúc một khuya, nhưng quang cảnh tấp nập của chợ đêm biên giới vẫn không giảm. Thêm một lối nhỏ dẫn vào sâu trong chợ, Tân nắm tay Lan bước đi thật nhanh, cứ như gã đang rất sốt ruột. Nếu đêm nay may mắn, có khi còn bắt gặp được cảnh trao đổi đấy. Vừa bước Tân vừa nói. Lan ngạc nhiên hỏi, sao anh biết? Tân cười đáp, chắc hẳn cô đã nghe qua cái gọi là chợ phiên. Những tổ chức buôn người nơi đây cũng có chợ phiên của riêng mình. Trùng hợp làm sao, hôm nay chính là ngày đầu tiên của phiên chợ buôn người đó. Trời ạ, à, người mà chúng xem như mặt hàng còn buôn bán theo phiên như vậy ư? Chẳng lẽ công an Trung Quốc không để mắt tới nơi này sao? Lan thắc mắc. Tân mỉm cười lắc đầu, có chứ, chỉ là vì một lý do nào đó mà họ mắt nhắm mắt mở thôi. Như hiểu ra ý của Tân, Lan thở dài thầm nghĩ, ở nơi đâu cũng có những con sâu làm sầu nồi canh. Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra trong lặng lẽ, mãi tới khi bước dần về một góc khuất của khu chợ thì mới dừng lại. Bởi lẽ lúc này phía xa đang có một đám người chia sang hai phía, giống như đang trao đổi thứ gì đó. Nhìn thấy trong đám người đang có mấy cô gái trẻ đầu tóc rũ rượi
Lan bụng miệng khẽ nói với Tân: đằng kia, không lẽ là... Tân ra dấu cho Lan im lặng, nhẹ gật đầu, xác nhận suy nghĩ của Lan là đúng. Lần đầu tiên Tân mắt chứng kiến cảnh buông người, Lan có chút hồi hộp. Chiếc máy quay mini giấu kỹ trong túi sách được bật lên, hướng thẳng về đám người kia. Đang lúc Lan chăm chú quay lại cảnh buông người phía bên kia, thì bất chợt sau lưng cô vang lên tiếng quát: chúng mày đang làm gì đấy hả? Giật mình quay lại thì nhận ra phía sau lưng, chẳng biết từ lúc nào, đã có bốn gã bặm trợn lừ mắt nhìn họ. Tân liếc mắt nhận ra đám người kia là tay chân của Thắng thì mỉm cười, nhưng bản thân vẫn giả bộ lúng túng. Các anh bình tĩnh, chúng tôi chỉ... Tân còn chưa dứt lời thì đã ngay một đấm. Cú đấm khá mạnh, khiến gã vừa mừng vừa tức điên. Mừng vì tên đàn em của Thắng diễn đạt, tức giận vì cú đấm thực sự rất mạnh. Anh không sao chứ? Các người là ai? Tại sao lại ra tay với chúng tôi? Lan lúc này đã rất sợ, nhưng vẫn bước lên che chắn trước mặt Tân. Thấy vậy, gã bặm trợn vừa đấm Tân cười ranh mãnh mà đáp: là ai thì lát nữa cô em sẽ biết thôi. Dám ở đây sang tin, cô em đúng là gan lớn đó. Nói đoạn, hắn vung tay giật phắt cái túi sách mà Lan đang đeo bên vai, tìm ra máy quay phim phía trong. Các người làm gì vậy? Tính ăn cướp sao? Trả đây, nếu không tôi sẽ báo công an. Những lời kia đối với mấy gã bậm trợn thì chỉ như trò đùa. Không nói thêm câu nào, cả đám ùa vào khống chế Tân, rồi bị thuốc mê vào mũi đem Lan đi. Bọn khốn kiếp! Liên ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì lập tức liên tưởng tới tình cảnh của Nhung. Quá tức giận, cô định lao ra, nhưng Dũng ở bên đã kịp thời giữ cô lại. Em đừng quá xúc động, bọn chúng quá đông. Nhìn thấy đám người kia dần đem Lan đi mất, ánh mắt của Liên ánh lên lửa giận. Cô lập tức gửi video mà mình vừa quay lại được cho gia đình ở Việt Nam, nhờ họ đi trình báo công an. Còn phần mình thì Liên và Dũng tiếp tục cẩn trọng bám theo. Họ muốn xem đám người kia đem Lan đi đâu, và liệu rằng đó có phải là nơi mà Nhung cũng đang bị giam cầm. Trong căn phòng của nhà nghỉ do Thắng quản lý, sau cơn mê man, cuối cùng Lan cũng tỉnh lại. Và điều đầu tiên cô thấy chính là sắc đỏ của ánh đèn trên tường và giọng nói già nua đầy dâm tặc: tỉnh lại rồi sao cô em? Nghỉ hơi lâu đấy. Ông là ai? Các người tính làm gì? Thả tôi ra. Chiếc giường sắt vang lên những tiếng cành cạch vì sự vùng vẫy của Lan. Ngồi bên giường, lão già nọ cười hiếp mắt nói: từ trước đến nay chưa một ai thoát được khỏi căn phòng này. Cô em cũng đừng cố gắng nữa. Nếu em ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Vừa có việc làm, vừa có tiền, sao hả? Những lời dụ dỗ của lão già khiến Lan vừa tức giận vừa sợ hãi. Cô nghĩ sang đáp: ông bắt giữ người trái phép, luật pháp và xã hội sẽ không buông tha cho ông và đồng bọn đâu. Ta đâu cần được buông tha, vì vốn chẳng có gì trói buộc được ta cả. Khốn nạn lũ cầm thú! Lan tuyệt vọng hét lên. Ngay sau đó là một cú tát như trời giáng vào mặt cô. Câm mồm! Tao cho mày một đêm để suy nghĩ. Thuận tao thì sống, chống thì chết, nghe rõ chưa? Lão già nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, mặc cho Lan nằm đó khóc tức tưởi. Cô nhớ đến Ngọa Long, trong lòng cảm thấy có lỗi khi đã kéo anh ta vào chuyện này. Nhưng Lan đâu ngờ rằng kẻ mà cô thương xót lúc này lại đang phè phỡn với mấy em nhân viên bốc lửa của Thắng. Tao nghe nói em này là nhà báo. Mày cũng tài thật, đến người có học vấn cao như nhà báo mà còn bế qua đây được. Tao nể mày đấy. Đó là nghề của tao, mà tiền nông tính thế nào đây? Nhanh lên, chơi mấy hôm rồi tao về kiếm mối khác. Tân không nề hà mà đề cập ngay đến thù lao. Thắng hiểu ý,
lấy từ trong túi ra một xấp tiền Trung Quốc, đoạn nói: cầm chỗ này ăn chơi cho đã đi bạn, số còn lại tôi chuyển khoản. Ok bạn, hợp tác vui vẻ. Bọn khốn kiếp, quả nhiên nhà nghỉ này là một ổ buôn người. Phía ngoài nhà nghỉ, Liên tức giận nghiến răng. Dũng ở một bên cũng không giấu nổi sự phẫn uất. Chắc là lúc này ở nhà bố mẹ em đã đi báo công an, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi. Nhìn thấy Liên sốt ruột lo lắng cho em gái và Lan, Dũng lên tiếng an ủi. Liên nghe xong thì cũng bình tĩnh hơn một chút. Cả hai quyết định ở quanh khu vực này theo dõi để tiện phối hợp với công an khi cần thiết. Sáng hôm sau, Lan vẫn bị trói ở trên giường. Nhìn bộ dáng phờ phạc và vết chảy xước trên trán của cô, cũng đủ biết đêm qua Lan chẳng những không chợp mắt mà còn cố tự sát nhưng không thành. Cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào là lão già hôm qua. Vừa vào trong, lão đã dùng cái giọng đắc ý mà hỏi ngay: sao hả cô em, đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ở trên giường, ánh mắt của Lan lúc này lộ rõ sự mờ mịt, môi mấp máy. Tránh xa tôi ra. Nhìn thấy vết rách trên trán Lan, lão già nhếch mép cười đểu: xem ra cô em cũng cứng cỏi đấy, tự là mình bị thương sao? Dễ thôi, nếu em muốn ra khỏi đây thì phục vụ anh cho tốt, chỉ cần anh vui, em thích gì cũng được. Lão già vừa nói vừa bước đến bên giường rồi ngồi xuống, bàn tay thô ráp khè vuốt mái tóc rối bời đang bết trên khuôn mặt thấm đậm nước mắt của Lan. Được, nhưng ông phải hứa sẽ thả tôi đi. Lan đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói với lão già. Thấy Lan đồng ý trong thân, lão già không lấy làm bất ngờ cho lắm, bởi những bóng hồng xinh đẹp trước đây, ngoài Nhung thì cũng chẳng có ai đủ tỉnh táo để từ chối sự dụ hoặc của tự do cả. Ngoan lắm, nhất định anh sẽ khiến em sung sướng. Nếm thử vào rồi khéo lại chẳng dứt ra được. Lão già dứt lời thì vồ lấy Lan, định sẽ ngấu nghiến cô. Chỉ là dường như Lan vẫn chưa sẵn sàng, cô dùng sức đẩy lão ra rồi nói: đợi đã, tôi muốn đi tắm. Nghe vậy, lão nhếch mép cười rồi gật đầu đồng ý. Tiếng nước xóc xách vang lên trong phòng tắm. Trong bồn nước trong vắt rắc đầy cánh hoa hồng, Lan ngâm mình thư giãn, ánh mắt có chút mê ly. Tiếng cửa phòng bị đẩy ra, từ bên ngoài có hai cô gái bước vào. Vừa nhìn thấy Lan, một trong hai đã nguyết dài, cứ như Lan vừa cướp đi thứ gì đó của ả. Nhìn cũng ngon đấy, để xem được bao lâu. Ả đào tên Linh khinh khỉnh nhìn Lan rồi nói với người bên cạnh. Mai biết Linh khó chịu vì Lan sắp cướp mất sự yêu mến của ông chủ, nên chị lẳng lặng không nói. Từ ngày tận mắt nhìn thấy thân xác Nhung lủng lẳng trên sàn nhà, Mai đã dần thu mình vào bóng tối. Cô vốn dĩ cũng vì miếng cơm manh áo nên mới phải dấn thân vào đây. Với cô, và sinh tồn được trong bóng tối dơ bẩn này đã là điều may mắn. Nhìn thấy thái độ của Mai, Lan mỉm cười, đưa bàn tay thon mềm kéo cô vào bồn tắm, ân cần thoa dầu thơm lên da thịt Mai. Lan khẽ thì thầm bên tai cô: cảm ơn. Giọng nói và hơi thở lạnh lẽo của Lan phả vào tai khiến Mai giật mình ưỡn lạnh. Thân thể Mai rung lên theo từng nhịp thở của Lan. Mãi đến khi Linh bước vào phòng tắm thì mọi chuyện mới dần trở lại bình thường. Tắm rửa nhanh lên, rồi còn lên mà nằm ngửa. Bố tổ, đương nhiên lại phải tắm táp cho mày. Giọng Linh chua như giấm, cứ cầu nhậu bên tai, khiến sắc mặt Lan dần lạnh xuống. Chẳng biết cô thì thầm vào tai Mai điều gì, chỉ thấy Mai nhẹ gật đầu rồi đứng lên bước ra ngoài. Trong phòng tắm chỉ còn Linh và Lan. Với bản tính của mình, Linh bắt đầu buông lời công kích tâm lý. Mày nghĩ ông chủ sẽ mê đắm mày thật sao? Lão chỉ ham của lạ thôi.
một lát nữa, sau khi thỏa mãn lão, mày sẽ được đám mẩm trợ người kia chiều chuộng. Không cẩn thận, còn giống như con nhỏ kia, chết một cách tức tưởi. Linh vốn nghĩ những lời vừa rồi của mình sẽ khiến đối phương sợ hãi, nhưng ả nào biết bản thân vừa khơi gợi sự tủi nhục và thù hận âm mỉ bấy lâu. Thì ra mày cũng có phần trong cái chết của tao. Tiếng rít qua kẽ răng của Lan khiến Linh chột dạ, nhưng rất nhanh ả đã lấy lại bình tĩnh, khẽ cười gằn rồi nói: mới đó mà đã sợ đến mức nói nhảm rồi sao? Yên tâm đi, nếu mày ngoan thì đời cũng không bạc. Nằm ngửa kiếm tiền chứ có gì khó, đừng có nghĩ quẩn. Tiếng cười ha hả của Linh vang lên trong phòng tắm, nhưng rất nhanh âm thanh kia dần chuyển thành khùng khục, cứ như có ai đó đang dùng sức bóp chặt lấy cổ của ả vậy. Con này, mày làm gì thế hả? Bỏ tao ra. Lúc này Linh đang chới với bên mép bồn tắm. Trước mặt Linh là khuôn mặt trắng bệch của Lan, cùng hơi thở lạnh lẽo đang phả vào mặt mình. Mày cũng có phần đúng không? Thế thì chết là đúng rồi. Đúng rồi còn gì? Mày điên rồi. Tao không biết mày đang nói gì. Thả tao ra, tao không thở được. Trước ánh mắt hằng học đang vần lên tia máu đỏ của Lan, Linh lúc này đã thực sự sợ hãi. Hai tay cố sức gỡ bỏ bàn tay lạnh toát của Lan ra khỏi cổ mình. Không thở được sao? Như thế này phải không? Gương mặt của Lan từ từ áp sát vào mặt của Linh. Biến đổi trên mặt cô khiến Linh như không thể tin vào mắt mình. Miệng ngu ngớ, tay chân khua khoắng, như muốn tránh sự kinh khiếp tột độ kia. Trước mặt Linh lúc này, hai mắt của Lan như bị thứ gì đó thổi phồng, trở nên căng cứng. Cái lưỡi dài vươn ra khỏi miệng. Quá hoảng loạn cùng sợ hãi, còng thêm cổ họng bị bàn tay Lan bóp chặt, sắc mặt của Linh dần trở nên tím tái. Linh ra sức vùng vẫy khiến nước trong bồn bắn lên tung tóe. Thế nhưng mọi thứ đều có nhân quả. Cái chết đã đến với Linh hệt như cái cách mà Nhung chết vậy.